Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án mạng thương tâm về nam thanh niên quê ở Nam Định tử vong trên sông Hồng, sau cuộc hẹn hò qua mạng vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Sau gần một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, mới đây trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được một nhóm đối tượng tình nghi có liên đới trong vụ việc. Vụ thanh niên tử vong trên sông Hồng sau cuộc hẹn hò, bắt 7 đối tượng liên quan. Theo đó, ngày 10 tháng 1, cách đây gần một tháng, vụ việc nạn nhân Nguyễn Việt U, 21 tuổi, ở huyện Nam Trực, Nam Định, hẹn gặp bạn gái online, sau đó được gia đình phát hiện nổi trên sông Hồng, được gia đình đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Liên quan đến vụ việc này, ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng, gồm Hoàng Văn Hà, cầm đầu, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an xác định các đối tượng tụ tập thành nhóm cờ bạc bịp do Hoàng Văn Hà cầm đầu. Sau khi bàn bạc mánh khóe, các đối tượng này thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động. Tiếp đó, nhóm này bắt đầu hoạt động bằng cách Ngô Thị Oanh đã lập một tài khoản tên An Yêu trên Facebook và chủ động kết bạn, làm quen hẹn hò yêu đương nhằm thu hút con mồi. Sau đó, Oanh dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa nạn nhân Nguyễn Việt U, sinh năm 2003, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đến rồi dàn trận, lôi kéo nam thanh niên đánh bạc. Sập bẫy của các đối tượng, U chơi và bị mất một số tiền mặt, đồng thời phải cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Đến khoảng 23 giờ 35 phút ngày 14 tháng 12, anh Nguyễn Việt U được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội thì xuống xe đi bộ. Đối với diễn biến từ khi anh U xuống taxi đến khi người dân phát hiện nạn nhân đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Nam thanh niên tử vong trên sông Hồng sau cuộc hẹn với bạn gái online. Kể lại diễn biến vụ việc, anh Nguyễn Xuân Linh, người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12, U nói với anh rằng đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Anh Linh kể, tôi hỏi em đi với bạn nam hay nữ, U nói là bạn nam. Đến khoảng 21 giờ 24 phút, U nhắn tin lại, chuyển tiền anh ơi. Không thấy tôi trả lời, sau đó 4 phút, U gọi qua Zalo bảo, anh chuyển tiền cho em, để em chuyển tiền cho shipper. Sau đó tôi chuyển cho U 30 triệu đồng. Theo anh Linh, đến khoảng 23 giờ cùng ngày không thấy U nên gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau anh Linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy của nạn nhân đều thuê bao. Đến tối, tôi mở máy tính ở phòng trọ của U đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U có nhắn tin với ai và đi đâu không. Thì có thấy U nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là An Yêu. Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái hẹn hò. Bạn An Yêu này có hẹn U gửi kèm vị trí để U đi tới đó. Anh Linh cho biết thêm, nội dung cuộc trò chuyện giữa U và An Yêu thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà An Yêu hẹn U có nhìn thấy An Yêu và một nhóm bạn rất đông người. Anh Linh thuật lại cuộc trò chuyện của U trong phần hẹn hò trên Facebook. U nhắn tin cho An Yêu hỏi, sao mà đông người thế? Thì An Yêu có nhắn lại, đây là bạn hết ý mà, không phải ngại đâu là hết. Tiếp đến, anh Linh dùng chính tài khoản Facebook của U gọi cho An Yêu, thì bạn này không nghe máy. Anh Linh kể, sau đó một lúc thì An Yêu có nhắn tin lại hỏi, sao thế bạn? Thì tôi nhắn tin lại, anh là người nhà của U. Anh thấy em là người nhắn tin cuối cùng với U. Em có biết U đang ở đâu không? Báo cho anh biết với. Tuy nhiên, một lúc sau tài khoản An Yêu này xóa hết tin nhắn giữa U và An Yêu đã nói chuyện trước đó. Theo anh Linh, sau sự việc trên, anh nhắn tin hỏi nhóm bạn của U về tài khoản An Yêu, thì có một bạn cho biết cũng từng được tài khoản này nhắn tin hẹn hò, tình tứ và cũng gửi vị trí tương tự ở khu vực Yên Phong, Bắc Ninh. Tuy nhiên, bạn này đã không tới gặp. Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nguồn tin trùng lặp về cuộc hẹn hò qua mạng, có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo. Người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh trai nạn nhân để báo sự việc. Anh trai nạn nhân cho biết nhận được tin báo vào chiều ngày 17 tháng 12. Anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý. Sau đó mọi người đến trình báo công an huyện Yên Phong.
Đồng thời, ngày hôm sau gia đình cũng trình báo công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú, thì được hướng dẫn trực tiếp lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội. Theo anh Hùng, đến khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 12, anh gọi vào số điện thoại của U thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy. Họ nói có một người vớt được U chỗ cầu Nhật Tân. Gia đình lập tức đến đó để xác minh đúng là em trai tôi. Qua trao đổi với người vớt được U, thì họ có nói khi kiểm tra trên người U có cái SIM được gói vào trong một tờ giấy bạc. Bên trong tờ giấy có ghi một số điện thoại. Người đó liên hệ thử cho số điện thoại, thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói: "Tôi ở dưới Hải Phòng, đây không phải người nhà của tôi." Người vớt nạn nhân tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy. Anh Hùng cho biết, sau đó gia đình cùng người vớt được nạn nhân đã đến cơ quan công an phường Nhật Tân trình báo, làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan. Và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng. Anh Hùng xót xa nói về sự ra đi bí ẩn của em trai, mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ và cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng khi kết bạn qua hẹn hò. Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho biết, dụ dỗ hẹn hò qua mạng là hình thức lừa đảo không mới, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy do đối tượng lừa đảo sử dụng các cụm từ gây tò mò như tình một đêm, hẹn hò. Việc lừa đảo này hướng tới mục đích là dụ dỗ người dùng truy cập đường link lừa đảo, lấy các thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng. Sau đó kẻ lừa đảo sẽ truy cập vào tài khoản và chiếm đoạt tài sản của người khai báo thông tin. Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo trên các ứng dụng hẹn hò online là tạo lập các tài khoản với thông tin giả mạo. Những kẻ lừa đảo này sẽ tìm cách làm quen với nạn nhân, được xem là tiềm năng và dụ dỗ họ vào bẫy. Các ứng dụng hẹn hò online luôn mời chào, gợi mở hoạt động tình ái, dịch vụ tình ái bằng hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, sexy, kèm theo đường link đăng ký. Chỉ bằng lời dẫn dụ gợi tình, nhạy cảm, khiến nhiều người tò mò và truy cập vào đường link cho sẵn. Sau khi bị dẫn dụ vào mê hồn trận, các link này ép người dùng đăng ký tài khoản hoặc tải app về. Khi người dùng làm theo thì kẻ lừa đảo đưa ra các chiêu trò như nạp tiền để đầu tư, cờ bạc bịp, mua hàng đa cấp, gặp mặt trực tiếp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chuyên gia tội phạm học khuyến cáo, hiện nay các ứng dụng hẹn hò được xem là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình tội phạm hoạt động, buộc người sử dụng những ứng dụng này phải xác định tâm thế tự sàng lọc, chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để hạn chế những rủi ro ngoài ý muốn. Người dùng khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online phải luôn đề cao cảnh giác và không vội cung cấp thông tin cá nhân của mình, không tham gia vào các chương trình hẹn hò online tự phát, không rõ tổ chức hay người đại diện. Cảnh giác với những ứng dụng hay dịch vụ kiếm tiền hoa hồng bằng cách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác, không vào những đường link lạ không rõ nguồn gốc, không cung cấp các loại giấy tờ cá nhân, số tài khoản, số điện thoại cho những ứng dụng không có nguồn gốc rõ ràng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đoàn, hệ thống luật sư X cho biết, căn cứ Điều 290 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện những hành vi sau đây chịu mức phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù. Cụ thể, sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ, làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ về ứng dụng hẹn hò muốn tham gia, không tham gia vào các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng. Đồng thời cẩn trọng với yêu cầu tài chính như yêu cầu nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Bởi các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không click vào những đường link lạ. Nếu cuộc gọi tin nhắn từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, không trả lời mà gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận tin nhắn, cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không? Thưa quý vị,
Hiện vụ nam thanh niên tử vong bí ẩn trên sông Hồng sau cuộc hẹn với bạn gái online đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng bí ẩn này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.